Có rất nhiều bạn học viên đang muốn nhượng quyền thương hiệu Tigon, nhưng mà với mình thì lúc này mô hình của mình nó chưa thể nhượng quyền được. Nhượng quyền một cái cửa hàng Tigon tức là mình cho phép một người hay một tổ chức được sử dụng cái thương hiệu Tigon với cái hình thức hoạt động, quy trình quản lý giống Tigon trong một cái khoảng thời gian nhất định, rồi mỗi tháng chia cái phần trăm doanh thu cho Tigon như là đã thỏa thuận. Nhưng cái mặt hàng hoa tươi thì không có thể nào mà sản xuất hàng loạt hay đồng bộ được. Mà mỗi sản phẩm hoa tươi thì được con người thiết kế bằng tay, nên là tay nghề của thợ, rồi tư duy kinh doanh của người chủ shop, thói quen mua hàng của khách hàng là mỗi nơi khác nhau. Do vậy mà mình thấy với cái mặt hàng hoa tươi nhượng quyền là chưa khả thi với mình lúc này, nên là mình muốn tập trung củng cố hệ thống quản lý, nâng cao ý thức tay nghề, kỹ năng cho đội ngũ để có những cái sản phẩm dịch vụ chất lượng chuẩn chỉnh, đợi cơ hội sẽ mở thêm chi nhánh. Còn các bạn mới kinh doanh hoa tươi thì hãy tìm hiểu nhu cầu của khách hàng trước, rồi có thể mở bán online hay mở một cái cửa hàng nhỏ với chi phí thấp nhất để mình dấn thân làm mọi việc, để mình có thể đo lường thị trường, mình hiểu khách, mình hiểu nhân sự của mình, và mình tin là chỉ cần kiên trì thì nhất định các bạn sẽ thành công.